Sao chưa muốn hết trung thu còn ngồi đây? Năm tội nghiệp vậy? Tối qua thấy crush đi chơi bên khác. Hello darkness my old friend. Thôi, vậy đi chơi tao. Không, bây giờ không có cái gì trên đời mà thể khiến tao bước ra khỏi nhà đâu. Wake your ass up. Đang sale 1 tặng 4 bánh trung thu. Oh shit.